Tá mani. Mình bị đau hạch ở đây chứ. Ô khỉ. Bệnh em tật. Bực cả mình. Ngồi gần em vào. Con đang làm giống như đang ăn bít tết. Bít cái gì? Nhìn Ngọc Anh mà ăn cái kèo cầm cả miếng mà ăn luôn. Làm cái gì thế hả? Tâm nó nát ra con ơi. Khổ ghê đấy. Cầm cái miếng kia. To lên. Ui ui ui. Anh mới gọi là siêu cao thủ ăn pizza. Đi, ăn hết nửa miếng rồi đấy. Ngon không? Ngon.